Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Quý Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, dương liệu mộc, ngày Quý Mùi tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, dương liệu mộc, Kỷ Tuổi, Đinh Sửu, Tân Sửu, ngày thổ hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là Tuổi, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành mộc cục, xung với Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Mùi, Ất Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Nguyệt Giải, tốt mọi việc, sao Phổ Hộ hay còn gọi là sao Hội Hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao Hoàng Ân, tốt mọi việc, sao Sát Cống, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Lục Bất Thành, xấu đối với xây dựng, sao Thần Cách, kỵ về tế tự, sao Huyền Vũ, kỵ về an táng. Và đặc biệt là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021, tức là ngày 23 tháng 12 năm Canh Tý, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Tây Bắc. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại, cho nên bạn mệnh tuổi Tý đang cảm thấy buồn phiền vì chuyện gia đình. Dường như thái độ của cha mẹ dành cho bạn tuổi Tý đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Và với bạn tuổi Tý, cha mẹ không còn được thấu hiểu như trước, thậm chí là còn làm những chuyện bạn không thể nào hiểu nổi, tình cảm cứ thế xa cách dần. Nhưng dù cha mẹ thế nào đi chăng nữa, cũng hãy bỏ qua lỗi lầm, ghi nhớ công ơn, thông cảm nỗi đau khổ, cảm kích sự sinh thành của cha mẹ. Trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối cho bạn Cho nên với bạn Tuổi Tý cũng đang có được báo hiệu gặp nhiều may mắn trong công việc và chuyện tiền bạc. Những kế hoạch đầu tư của bạn đã dần khẳng định bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Khoản lợi nhuận thu về ban đầu tuy là không lớn nhưng mong đợi sẽ hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp trong tương lai cho bạn. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim nên dành thời gian quan tâm tới cha mẹ nhiều hơn, đừng để cho tình thân bị phai nhạt. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, đầu tư đúng hướng, công danh tài lộc được thăng tiến ầm ầm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, bình tĩnh chờ đợi thời cơ, đừng có nên chủ quan nóng vội, kẻo lại hỏng việc. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, gặp được nhiều may mắn, công việc dù khó khăn cũng dễ dàng vượt qua. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, tình duyên vượng sắc. Đối với những bạn đang còn độc thân, dễ tìm thấy được đối tượng phù hợp với mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo phải trải qua một ngày gặp khá nhiều trở ngại trong công việc với mình, do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Sửu Mùi tương xung khiến cho tinh thần của bạn bị sa sút nghiêm trọng. Bạn mệnh tuổi Sửu không được lòng đồng nghiệp, đó cũng là nguyên nhân gây ra những bất đồng trong công việc, khiến cho tiến độ công việc của bạn chẳng được như kế hoạch. Và bạn không biết phải làm như thế nào để công việc được trôi chảy như ý muốn nữa. Bù lại, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, cái chuyện tình cảm của bạn lại đang có được dấu hiệu khởi sắc. Bạn chủ động hơn trong tình yêu, dũng cảm thể hiện tình cảm của mình và bày tỏ cảm xúc với người ấy, tạo nên những giây phút ngọt ngào bên người ấy. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, con đường công danh không được hanh thông như ý, dẫn đến tinh thần muộn phiền. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, dễ làm mất lòng đồng nghiệp, khó nhận được sự trợ giúp khi gặp khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, chuyện gì cũng có cách giải quyết, nên hãy bình tĩnh và tự tin vào bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, đôi lứa hòa hợp, có những giây phút mật ngọt trăng sao bên nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, nỗ lực hết mình, bạn sẽ được cấp trên tin tưởng và trọng dụng. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này đang có được báo hiệu sẽ được giao thêm những trọng trách mới. Có thể điều đó sẽ gây thêm cho bạn chút áp lực, đòi hỏi bạn vừa phải linh hoạt trong cách xử lý, vừa phải kiên định với mục tiêu để không đi lạc đường, lạc hướng. Và bạn tuổi Dần, bạn cần phải bình tĩnh và cố gắng rồi bạn sẽ làm được mọi chuyện. Và xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, cho nên cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay lại không được tốt đẹp cho lắm. Bạn mệnh chưa thực sự quan tâm tới mối quan hệ được phát triển bền vững hơn. Nếu bạn thực sự muốn có được mối quan hệ bền lâu, đừng để cho nó tự sinh và tự diệt. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, may mắn đồng hành, chỉ cần biết nắm giữ, tương lai sẽ rực rỡ là điều có thể mong đợi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, thiếu sự thấu hiểu và hòa hợp, vô tình đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa nhau. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, khó khăn sẽ bị đánh bại bởi sự nỗ lực và cố gắng của bản thân bạn mỗi ngày. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, mâu thuẫn bùng nổ, vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi nên tự biết kiềm chế cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, tiền bạc không phải là nỗi lo bởi những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 5 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Mão đang có được một ngày hạnh phúc ngập tràn. Tình cảm gia đình nồng nàn, thắm thít, gắn bó, chẳng thể nào chia cách. Đây là động lực để cho bạn mỗi khi đi đâu, muốn làm, hoàn thành mọi thứ nhanh chóng để được trở về nhà. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Mão, về phương diện sự nghiệp của bạn lại đang có điểm báo gặp nhiều khó khăn, trở ngại khi bị thiên quan xuất hiện, ngáng trở bạn. Có nhiều thứ quá mới mẻ và làm cho bạn tuổi Mão cần phải giải quyết, trong khi vốn kiến thức của bạn lại có hạn, khiến cho bạn khó lòng đảm bảo được mọi chuyện diễn ra như đúng theo kế hoạch. Và với bạn tuổi Mão, bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi cả về kiến thức cũng như là kinh nghiệm. Dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải giữ cho mình dũng khí để tiến lên. Sợ hãi, chẳng dám làm gì, bạn sẽ chẳng giành được bất cứ thành quả nào. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tình cảm gia đình, gắn bó thân thiết, tạo động lực để cho bạn cố gắng hơn trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, có được quý nhân phù trợ, dễ dàng hóa giải được những mâu thuẫn, khó khăn, trở ngại. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ nên dành thêm thời gian để học hỏi cả về kiến thức cũng như là kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, lòng tin là vô cùng quan trọng, sẽ giúp cho bạn vượt qua nguy nan, vươn tới thành công. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, hãy quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn, đừng vì người này, người kia góp ý mà do dự, đánh mất đi sự quyết đoán vốn có của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 5 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Thìn cần phải cẩn trọng trong mọi việc, bởi bản mệnh rất dễ vướng vào những mâu thuẫn, thị phi trong các mối quan hệ với đồng nghiệp. Vấn đề tài chính cũng đang có những dấu hiệu bị sa sút nữa. Và bạn tuổi Thìn, bạn nên học cách tiết chế cảm xúc cũng như là chi tiêu tiết kiệm hơn. Những khoản tiền kiếm được ngoài chuyện tiết kiệm thì bạn cần phải chú ý đầu tư tiếp theo để hiệu quả của nó mang lại nguồn thu nhập cho bạn, cũng như là có được cơ hội để mở rộng lĩnh vực kinh doanh hơn nữa với mình. Xét về mối quan hệ tương sinh tương khắc thì trong ngày hôm nay với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này ảnh hưởng khá xấu tới sức khỏe của bạn, đặc biệt là bạn thấy rõ tỳ vị của bạn có phần khó chịu, ăn uống không được ngon miệng, khó tiêu hóa. Bạn hãy đi khám bác sĩ nếu cảm thấy khó chịu và mệt mỏi quá sức. Riêng sức khỏe là thứ chúng ta không thể coi thường được và chậm trễ được nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, coi trọng sức khỏe nên thăm khám bác sĩ định kỳ để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời nếu có. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc Thổ nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc nếu không muốn bị nhắc nhở, chê trách. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, chi tiêu tiết kiệm, tránh đầu tư những khoản không thực sự cần thiết. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, công danh không được như ý, dễ bị tiểu nhân ngáng đường làm hại. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, họa thị phi tới gần nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Tỵ Mùi tương hội, cho thấy với bạn tuổi Tỵ đang vô cùng là thoải mái về mặt tinh thần, bởi bạn đang có được gia đình hòa thuận và rất hạnh phúc. Đó là động lực để cho bạn cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống, trong công việc, để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu nhất của mình. Và với bạn tuổi Tỵ được tiếp thêm sức mạnh khi ở bên cạnh những người mà mình yêu thương, sẵn sàng làm mọi thứ để giữ cho hạnh phúc đó được vững bền mãi mãi. Bởi bạn hiểu rằng sau lưng mình là bến bờ hạnh phúc, là những vòng tay yêu thương luôn đón bạn trở về mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Tuy nhiên, công việc của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này lại không được suôn sẻ cho lắm, khi bạn đang có quá nhiều áp lực khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Và với bạn tuổi Tỵ, đừng quá lo lắng, cũng đừng có thất vọng, vì oán trách khi gặp trở ngại, thái độ tích cực sẽ giúp cho bạn vượt qua điều đó một cách dễ dàng hơn. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc Hỏa, gia đình hạnh phúc là động lực giúp cho bạn phấn đấu hết mình vì những người thân yêu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc Thổ, công việc không đi đúng lộ trình, áp lực khiến cho tinh thần của bạn bị mệt mỏi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc Mộc, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến sự nghiệp mà quên đi sự quan tâm tới những người thân yêu. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc Kim, thái độ tích cực sẽ giúp cho bạn vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy nên học cách cân bằng, đừng có lúc nào cũng tạo ra sự bận rộn, chẳng còn thời gian riêng cho mình nữa. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp ngày có thiên đường xuất hiện, soi đường dẫn lối cho bạn. Cho nên với bạn tuổi Ngọ đang có được báo hiệu sẽ gặt hái khá chi là nhiều thành công trong công việc với mình ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn là người có ý chí và mục tiêu rõ ràng, luôn biết điều mình muốn là gì và cố gắng hết sức để giành được điều đó. Lòng kiên nhẫn và thời gian giúp cho bạn tuổi Ngọ làm được nhiều điều hơn mong đợi. Thời gian cho bạn thêm kinh nghiệm, còn lòng kiên nhẫn lại giúp cho bạn có thêm nhiều cơ hội để chờ đón những thứ tốt đẹp đến với mình. Và xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày Mùi Ngọ nhị hợp, cho nên cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay cũng đang vô cùng là tốt đẹp. Vợ chồng tình cảm ngày càng gắn bó thắm thiết hơn, cuộc sống chung khiến cho cả hai có thêm nhiều cơ hội để hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, có những chuyện không thể vội vàng, hãy tĩnh tâm, lắng đọng suy nghĩ, bạn sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, bản lĩnh quyết đoán đem đến nhiều thành công trong công việc cho bạn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, biết phát huy sở trường của bản thân, vượng tin, tạo dựng được thành công. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, thời gian và lòng kiên nhẫn giúp cho bạn gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, muốn tình yêu vững bền cần phải có lòng tin với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ năm, ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang vướng bận phải một mớ bòng bong trong công việc khi bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Hết sai lầm này đến sai lầm khác, bạn tuổi Mùi thực sự hoang mang và rối loạn vì không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến như vậy. Với bạn tuổi Mùi, bạn vẫn cố gắng như những lúc thường lệ khác, nhưng giờ dường như vận xui đang điêu bám bạn không buông tay. Đừng quá căng thẳng, bởi có thành công thì phải có thất bại, có đúng đắn thì phải có sai lầm. Qua lần này, chắc chắn bạn sẽ học được rất nhiều điều, từ đó thu hoạch được những thành công mới cho mình. Xét về mối quan hệ ngũ hành tương xung tương khắc, thì trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này ảnh hưởng rất lớn tới vấn đề sức khỏe của bạn mệnh, đặc biệt là đường tiêu hóa. Với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải chú ý đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm. Nếu ăn ở ngoài thì cũng nên chọn hàng hóa uy tín, đừng có ham vui mà ăn uống không kiểm soát bản thân. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, muốn vượt qua rắc rối và thành công, bạn cần phải bình tĩnh và tự tin vào bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm nên đừng quá căng thẳng hay là chán nản, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, sự nghiệp đạt được nhiều bước tiến nên tận dụng cơ hội để được thăng tiến. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, chú ý đến ăn uống để đảm bảo sức khỏe tốt nhất trong ngày hôm nay, bởi bạn đang gặp ngày có thổ khí vượng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, có sai hãy biết nhận lỗi và sửa đổi, giấu giếm chỉ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm, ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Đây là điểm báo cho thấy với bạn tuổi Thân dễ gặp phải một số phiền phức trong công việc. Bạn tuổi Thân, bạn chưa thể vượt qua được chính bản thân mình, bạn sợ vấp ngã và cứ mãi luẩn quẩn trong vòng an toàn mà chính mình lập ra. Tuy nhiên, có thất bại, bạn mới có cơ hội đặt chân lên đỉnh vinh quang. Có sai lầm, bạn mới suy nghĩ cẩn thận để có những sự quyết định và hành động sáng suốt hơn. Công việc có khó thì mới có thử thách. Vượt qua thử thách, bạn sẽ thấy chẳng có gì là đáng sợ khi chúng ta luôn giữ trong mình ngọn lửa quyết tâm. Ngày này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu có sự khởi sắc rõ rệt. Bạn yêu hết mình. Với bạn, yêu có nghĩa là đối xử tốt với một ai đó hơn tất cả mọi người, tốt hơn cả với bạn chính bản thân mình. Tuy nhiên, bạn đừng quá hy sinh bản thân mình, hãy biết nắm biết buông khi cần thiết, tạo cho mình sự bí ẩn và sức hút khó cưỡng đến không ngờ. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, có thể sẽ phải đối mặt với một số rắc rối, phiền phức trong công việc nên tập trung và bình tĩnh giải quyết. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, hãy để trái tim lên tiếng, khi con tim cùng chung nhịp đập, mọi rào cản với bạn sẽ được xóa bỏ. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, có nhiều vấn đề không thể vội vàng, người khôn ngoan là người biết chờ đợi thời cơ, chớp cơ hội đúng lúc. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, chấp nhận thử thách, vừa rèn luyện được bản lĩnh, cũng tạo ra cơ hội để được thăng tiến, tiến tới thành công. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, vượng vận về nhân duyên, dễ gặp được đối tượng phù hợp với mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dậu đang đau đầu suy nghĩ để tìm ra cách để nâng đỡ vận trình công việc và tài lộc cho mình được tốt hơn. Với bạn đang có điểm báo có sự sa sút đến không ngờ mà tiền bạc trong túi cứ lần lượt kéo nhau ra đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho bạn tuổi Dậu chẳng kịp trở tay, không có đối sách để có thể giảm bớt thiệt hại cho mình, chỉ đành phải ngậm ngùi nhìn tiền bạc ra đi mà không trở lại. Trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại rất chi là tốt đẹp. Bạn và người ấy đang có được một khoảng thời gian hạnh phúc khi tình yêu mới chớm nở. Tình yêu từ những ngày đầu còn e ấp, bỡ ngỡ, theo thời gian càng ngày càng nồng đượm, bông hoa tình yêu cũng đã tỏa hương rực rỡ. Bạn và người ấy có tính cách khác biệt nhưng đủ yêu thương để có thể hòa hợp, muốn sống bên nhau. Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu. Cả hai có thể hy sinh nhiều thứ cho người mình yêu, lấy tình yêu làm động lực để tạo dựng cho nhau một tương lai tốt đẹp với mái ấm gia đình nữa rồi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, chi tiêu hoang phí, tiền bạc đội nón ra đi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, công việc gặp nhiều trở ngại, khó hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian quy định. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, nếu đã yêu thì đừng có chần chừ, nhanh tay hành động thôi. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi mới nối tiếc. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, kiểm soát chi tiêu, nâng cao tài chính cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho thấy với bạn tuổi Tuất đang phải chịu những tổn thương nặng nề trong chuyện tình cảm. Có thể từ góc nhìn của người ngoài, mọi chuyện là quá đỗi đơn giản, nhưng phải là khi thực sự trải qua điều đó, bạn mới thấy mọi chuyện trở nên tồi tệ tới mức nào. Sự mất mát có thể khiến cho bạn tuổi Tuất cảm thấy buồn bã, trống rỗng, nhưng hãy học cách suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan, để sự đau khổ không còn đọng lại ở trong tim và trong tâm hồn của mình. Dưới đáy u sầu, những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy những khoảng trống trong tim của bạn. Và bạn cần phải lạc quan, cần phải mỉm cười đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống. Có như thế, cuộc sống của bạn mới được tốt hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ 5 này với bạn Tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho thấy với bạn Tuổi Tuất cũng đang có điểm báo công việc của bạn không được suôn sẻ, đồng thời bản mệnh có thể gặp họa mất tiền, hao của do sự chủ quan của mình. Dù đi gần hay là đi xa, trong ngày này với bạn Tuổi Tuất cũng nên giữ vững túi tiền của mình thật cẩn thận, không nên chủ quan, dẫn đến mất tiền hao của một cách đáng tiếc. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tiền bạc không được như ý nên cẩn trọng trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, đừng tự cho mình là đúng, chân thành lắng nghe sự góp ý của mọi người mới giúp cho bạn tiến bộ hơn từng ngày. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, suy nghĩ tích cực, lạc quan để sự đau khổ không còn đọng lại ở trong tim và trong tâm hồn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, không nên chủ quan, kẻo lại gặp họa mất tiền, hao của. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, dành cho nhau những khoảng không gian tự do riêng là điều cần thiết trong tình yêu. Về đánh giá của bạn Tuổi Tuất trong ngày thứ 5 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ 5 ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 5 này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi phù trợ, mang đến cho bạn tuổi Hợi có được một ngày vô cùng là hạnh phúc đối với người mình yêu thương. Và bạn tuổi Hợi có được cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn, có người bạn đời biết lắng nghe và thấu hiểu cho mình. Cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định. Có thể sẽ có những lúc có những mâu thuẫn, bất đồng, đó là điều không thể tránh khỏi. Và dù thế nào đi chăng nữa, hai bạn cũng nên biết nhìn vào điểm tốt của nhau để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Biết đâu sẽ là điều quan trọng mà mình mãi mãi phải giữ lấy bên mình. Trong cái vận trình ngày thứ 5 này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi Hợi sẽ thể hiện được tinh thần trách nhiệm của mình. Bạn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao dù gặp khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, có quý nhân giúp đỡ rất nhiều, công việc được hanh thông, thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, hôn nhân hạnh phúc viên mãn, có người lắng nghe và thấu hiểu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, sức khỏe là vốn quý của con người, đừng vì tham công tiếc việc mà lơ là bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, nên biết nhìn vào điểm tốt của nhau, cùng vun vén và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, có tinh thần trách nhiệm, đem đến cho bạn một ngày làm việc hiệu quả và suôn sẻ. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 5 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.